Xin chào tất cả anh chị, quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Hôm nay em sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới anh chị, quý vị và các bạn một mẫu xe mà khá phổ biến trên thị trường hiện nay, cũng như là nhiều bác gọi điện hỏi tìm, đó là dòng xe i10 sedan. Thì đây là một chiếc xe đời 2015, xe nhập khẩu, số sàn và bản sedan. Thì đối với dòng i10 này thì nó cũng có một vài phiên bản 1.1.2 và mẫu hatchback một đầu hay là mẫu sedan hai đầu cũng vậy. Nó có bản thiếu, bản đủ. Thì đây là một chiếc xe bản 1.25 và là thuộc dòng bản thiếu. Thì bản thiếu thì nó thiếu về tích hợp vô lăng, thiếu về đèn gầm hay là thiếu về cảm biến lùi. Thì chiếc xe này hay về la răng sắt cũng vậy. Đây, chiếc xe về la răng nguyên bản này. Đó, đó là la răng sắt của bản thiếu. Bản đủ thì nó sẽ là la răng đúc và xi nhan gương. Thì bản thiếu này nó là bản xi nhan sườn cũng như là đèn pha, và bản thiếu nó sẽ không có đèn gầm. Đây, toàn bộ phần đầu này nó biển 20 và đăng ký lần đầu năm 2015 đến nay luôn. Lốp lap mới, lốp lap cả dàn mới luôn, lốp rất là mới luôn. Đó. Xe thì em đã cho đi sơn tỉa, còn về nội thất cũng như là khoang máy thì em vẫn chưa cho dọn, vẫn bụi bặm, thì trong ngày hôm nay em sẽ dọn luôn để khi mà anh chị, quý vị và các bạn lựa chọn về thì chúng ta hoàn toàn lăn bánh luôn. Đó. Rồi, vẫn là gương kính chỉnh điện này. Đó. Bàn chân côn, chân ga và chân phanh đây. Đó. Đây, khóa cửa này, và ốc cánh cửa nguyên. Đối với bản 1.25 này thì chạy nó sẽ bốc hơn và khỏe hơn so với bản 1 chấm. Đó, toàn bộ da ghế này và toàn bộ trần. Đây, trần nỉ nguyên. Đó, toàn bộ trần nỉ nguyên. Và táp ly này. Toàn bộ keo chì. Và khóa cửa. Đó. Đây là mặt vô lăng cũng như là về mặt táp lô. Đấy. Xe vẫn chưa có đầu đài, chưa có màn hình DVD, vẫn là đầu đài CD nguyên bản. Đó, bản thiếu thì tay nắm cửa nó sẽ là tay nắm nhựa, và củ số cũng là củ số nhựa như thế này. Còn bản đủ nó sẽ là củ số da. Đây, xe toàn bộ vô lăng này. Tuy nhiên thì đối với một chiếc xe sedan mà 2015 bản 1.25 i10 xe nhập mà giá của nó lại chưa đến 250, thì hoàn toàn anh chị, quý vị và các bạn có thể tham khảo để lựa chọn về chạy gia đình hay là chạy thêm về dịch vụ taxi đều ổn. Đó. Vào cái thời điểm hiện tại này, thời điểm nhạy cảm của cuối năm này thì rất khó là mua xe. Đối với cả salon bên em cũng vậy, để mà mua được một chiếc xe, mua xe về để bán thì cũng khá là khó vào cái thời điểm này. Đó, giá rất là cao. À, lại vào thời điểm cuối năm chuẩn bị mất đời nữa. Để mà kiếm một chiếc xe mà xe đẹp, giá thành hợp lý để cho các bác lựa chọn thì cũng khá là khó. Thì đối với một chiếc xe i10 mà 2015 mà giá thành của nó chỉ nằm ở mức khoảng 245 triệu, thì hoàn toàn anh chị, quý vị và các bạn có thể tham khảo để có thể lựa chọn. Đây, toàn bộ 4 máy này. Đó, khoang máy. Đó, như em đã nói thì đối với dòng xe này thì em mới cho đi sơn tỉa về, chưa dọn rửa nên là vẫn còn đang khá là bụi và bẩn. Đó, toàn bộ răng giật và keo chỉ, hệ thống tai đèn. Máy 1.25 mà i10 sedan hai đầu thì về độ tiêu hao nhiên liệu nó nằm ở mức trung bình khoảng 6 lít quay về 100 cây. Đây, toàn bộ lắp cabo này, keo chỉ. Đó, toàn bộ keo chỉ này. Ốc này. Thì đây là video em đã quay và giới thiệu tới anh chị, quý vị và các bạn một chiếc Hyundai i10 bản sedan đời 2015 và có giá 245 triệu. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại em để phía dưới màn hình, hoặc đến salon Mạnh Ô Tô, km số 6, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau đây em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị, quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.